Xin chào mọi người. Trong video ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau nói sâu về một món đồ chơi có tên gọi là Macaroni. Thì cái Macaroni này á, nó là một cái khung. Khi mà bạn có một cây súng ngắn và bạn gắn nó vào trong cái khung này á, thì bạn sẽ có được một cây súng. Nó được xếp vào dòng được gọi là Pistol Caliber Carbine. Thì dòng Pistol Caliber Carbine này viết tắt là PCC. Cái dòng súng này nó sẽ bao gồm những cây súng, ví dụ như là những cái AR-15 á, mà bắn cái đạn 9mm, người ta sẽ gọi nó là AR-9. Những cái AR-15 mà bắn đạn 45 ACP, người ta sẽ gọi nó là AR-45. Còn những cây súng như là submachine gun, như cây OMP hay là cây Thompson á, thì nếu như nó bắn ở chế độ tự động, người ta gọi là submachine gun. Còn khi mà bắn ở chế độ bán tự động, người ta gọi nó là subgun. Nhưng mà cái tên chung của những cây AR-15 mà bắn cái cỡ đạn của những cây súng ngắn, ví dụ như là 9mm hay là 45 ACP á, thì cả AR-15 và những cây subgun, người ta sẽ gọi chung nó là Pistol Caliber Carbine, viết tắt là PCC. Thì những khung như cái khung này á, nó là CCA Macaroni. Cái khung này á, mà có thể dùng cho những cây súng như là Glock nè, Sig Sauer, Springfield XD hay là những cây Smith Wesson đều có thể sử dụng được. Nhưng cái quan trọng nhất là bạn phải chú ý cái kích cỡ của cây súng và cái cỡ đạn của cây súng mà bạn đang sử dụng. Như cái khung này của mình á, thì bạn có thể sử dụng cho những cây như là Glock 17, Glock 19, 19X, Glock 45. Thì những cây đó nó có cái kích thước tương tự nhau, nên khi bạn gắn vào cái khung này bạn có thể gắn được. Nhưng mà như cái cây mà Glock 43 của chị mình á, thì cái độ rộng của cây súng này nè, nó sẽ lớn hơn cái độ rộng của cái cây Glock 43, cho nên là bạn sẽ không thể gắn được cái Glock 43 vào cái khung này. Hiện nay thì cái khung này nó ra rất là nhiều cái dòng khác nhau. Cái mình mua là cái dòng Gen 2, nhìn nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà cái dòng mới của nó là Gen 4, nhìn nó đẹp hơn, nó mắc hơn và nó cũng có thể gắn được thêm cái đầu giảm giật ở phía trước này. Nhưng mà khi mà mình bắn cái khung Gen 2 này á, thì mình thấy độ giật nó không cao, cho nên cái việc gắn cái đầu giảm giật ở đây á, là điều không cần thiết. Đối với cái khung này á, thì cái quan trọng nhất chính là cái chỗ này đây. Mình thấy cái chỗ màu đen này sẽ có những cái rãnh này, những cái rãnh này sẽ ăn vào cái chỗ này nè. Khi mà mình gắn vào á, thì mình phải gắn những cái rãnh này dính vào đây. Thì đối với những cây súng như là Glock nè, Smith & Wesson hay là Sig Sauer, thì những cái rãnh này chỉ là cái điểm khác biệt. Nên khi bạn mua cây súng của bạn á, nên khi bạn có cây súng của bạn, ví dụ bạn có cây Glock, thì bạn sẽ mua cái dành cho cây Glock. Còn những cây như là Sig Sauer hay là Smith & Wesson á, thì họ sẽ thay cái này bằng những cái khung khác. Để gắn cái Macaroni này vô á, thì đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cây súng trước. Để chắc chắn là cái súng nó không có đạn. Mình sẽ đưa nó lên như thế này. Mình thấy trong cái nòng súng nó không có viên đạn nào hết. Nhưng mà có nó sẽ tự động nó rớt ra. Thì đó mình sẽ có thể chừa cái slide ngược trở lại, ngắn bằng đạn vào. Nếu như bạn có coi phim siêu nhân á, thì cái này giống như là kiểu siêu nhân biến hình vậy đó. Cái này mình sẽ kéo hơi về phía trước một chút nè. Đưa cái súng vào, ấn mạnh xuống, ấn nó đi về phía trước. Sau đó bạn sẽ hạ cái miếng này xuống. Đẩy nó về phía trước. Như thế này á. Khi mà bạn đẩy nó về phía trước bằng cái kịch á. Đó, như vậy. Thì nó đã khóa lại. Thì khi mà nó khóa lại, nó sẽ có chấm màu đỏ như thế này. Thì mình thấy thì nó sẽ không có cái độ rơ nào hết. Cái súng và cái khung này hoàn toàn không sát cho nhau, cho nên khi mà bạn bắn á, độ chính xác nó sẽ được tăng lên đáng kể. Cái khung này á, nó sẽ có một số đặc điểm như sau. Khi bạn gắn cây súng ngắn bạn vào thì nó sẽ thành một cây, như mình đã nói là cây PCC, là cây Pistol Caliber Carbine. Nó cũng giống như những cây súng ngắn khác, những cây CZ, nhưng mà sẽ gọn hơn một chút. Hai bên á, bạn sẽ có những cái rail này để bạn gắn những cái phụ kiện như là đèn hoặc là laser. Nhưng mà riêng cái Macaroni này á, nếu như bạn muốn, đây sẽ có cái nút bạn ấn vào và bạn rút cái này ra. Cái này á, nó chỉ là một cái chỗ được, nó chỉ là một cái nút để bạn gắn vào thôi. Khi mà bạn tháo cái này ra, bạn có thể gắn thêm cái đèn vào đây nữa. Thì có thể trong thời gian sắp tới mình sẽ gắn thêm cái đèn ở đây nữa cho nó gọn. Bởi khi mà bạn gắn cái đèn phía trước này á, nó rất là gọn, và khi bạn sử dụng nó cũng rất là đơn giản và rất là tiện. Bên hông thì bạn có thể gắn những cái như là laser hoặc là cái red dot phụ cũng được. Đó là tùy theo sở thích của mọi người. Giờ sẽ gắn cái này lại. Đây là cái chỗ để mình gắn thêm cái đèn thôi. Đây là chỗ để gắn những cái phụ kiện. Trên cái rail này thì thường á, như cái súng của mình hay gắn thì sẽ gắn những cái đầu ngắm này,
là cái đầu gắm bắt cấp, hoặc là thêm một cái red dot hoặc là một cái scope tùy theo cái loại súng. Nhưng mà đối với cái súng ngắn thế này á, thì mình sẽ dùng cái red dot nhỏ nhỏ. Cái red dot này á, bạn có thể vừa gắn lên những cây súng ngắn như là cây Canic của mình hoặc là những cây Glock mà có chữ MOS á, bạn có thể gắn thêm cái red dot lên trên cây súng. Còn cái đầu này á, là cái đầu ngắm bạn có thể dùng, nếu như cái red dot của bạn mà nó hết pin á, thì bạn có thể dùng cái đầu ngắm này bạn bật lên và bạn sử dụng, mà không cần thì bạn hạ xuống. Cái súng này thì bạn có thể gập được cái bán súng lại, nó đúng là cái brace mà gập lại như thế này, nhưng mà nó có một cái điểm yếu là lúc mình mua đó thì mình không để ý tới chuyện này. Thứ nhất á, là ngay chỗ này nè, bạn sẽ thấy nó bị che lại rồi, nên khi mà bạn bắn á thì cái slide của bạn nó sẽ trượt vào phía sau. Cái chỗ này là cái chỗ để lên đạn nè, khi mà bạn bắn á cái slide này sẽ di chuyển về phía sau về phía trước, thì cái chỗ này sẽ là cái tay cầm để lên đạn như thế này đó, nó sẽ di chuyển ngược về phía đây. Khi mà bạn gập cái bán súng lại thì nó sẽ bị kẹt, nên đó lý do tại sao mà một số cái brace khác người ta làm nó ngắn là như thế này nè. Có thể trong thời gian sắp tới mình sẽ thay cái brace này, còn nếu mà không được thì mình nghĩ là chắc mình sẽ mua một cái khác. Khi bạn gập cái brace này lại thì nhìn nó rất là gọn, nhưng mà bù lại khi bạn bắn á, nó độ giật sẽ rất là cao. Và đối với cái brace này luôn á, thì nó sẽ che luôn cả cái tay cầm, mà không thể cầm mà bạn bắn được, nên bạn bắt buộc bạn phải bẻ ra như thế này. Nhưng mà những cái brace khác á, thì bạn có thể đưa nó tay vào bạn bắn, nhưng mà khi mà bạn bắn á, độ giật nó sẽ rất là cao. Bên trong đây thì người ta khoét một chỗ như thế này để bạn có thể thả cái slide trượt ra. Ví dụ như bạn có thể cầm như thế này, bạn kéo về phía sau để bạn lên đạn, hoặc bạn có thể ấn vào cái nút này. Đó là hai cách để bạn thả cái thanh cái slide trượt ra, một là kéo tay cầm lên đạn ngay chỗ này, còn hai là ấn cái nút ngay chỗ này. Bên cạnh đó phía đằng trước này, người ta làm nó cong như thế này á, là cái kiểu của những cái tay cầm phụ á, nó có hình giống như thế này. Thì khi bạn cầm vô á, thì cái ngón tay của bạn nó sẽ bỏ vào đây, bạn ngón lại sẽ để vô đây, và sẽ ôm sát được cái súng và bạn giữ cái súng nó chắc hơn. Khi mà bắn thì bạn có thể giữ như thế này, nhưng mà tốt nhất bạn nên để nó thấp xuống một chút, bởi vì khi mà bạn bắn á, thì cái tia lửa hoặc là bụi hoặc là những cái thuốc súng nó nổ sẽ văng xuống đây dính vào tay của bạn, thì bạn không phải rửa tay nữa, cho nên bạn có thể đưa xuống như thế này hoặc đưa thấp dưới đây cũng được. Ngoài ra một trong những cái điểm đặc biệt của cái súng này á là khi mà bạn gắn cái băng đạn phụ như thế này, thì đây là cây Glock 45 nên mình dùng cái băng đạn là 17 viên. Bên cạnh đó bạn có thể gắn những cái băng đạn như là 30, 31, 32 hoặc là 33 viên. Thì cái băng đạn đó của những cái Glock á, nó sẽ có cái số lượng đạn khác nhau tùy theo cái hãng làm và tùy theo cái băng đạn đó nữa. Bạn phải gắn cái băng đạn khoảng 30 viên đó, băng đạn 50 viên hình tròn hoặc là một cái băng 100 viên cũng được. Nhưng theo như mình nghĩ là cái băng 30 viên là tốt nhất vì nó gọn, thì bạn có thể mang được nhiều hơn. Phía trên này nó sẽ có những cái rãnh để mà thoát khí trong quá trình bắn, giúp cây súng nó hạ nhiệt. Ngoài ra đó thì trong quá trình bắn bạn cũng phải chú ý là khi mà bạn bắn xong á, bạn nên vệ sinh ngay chỗ này, bởi vì nó sẽ dính những cái thuốc súng bị cháy rồi đó, nó dính vào đây sẽ rất là dơ. Bên dưới này thì bạn sẽ có một cái đầu để bạn móc cái dây đeo súng vào, nhìn rất là gọn. Chỗ này thì nó là cái brace, bạn có thể xỏ cái tay của bạn vào để cầm cái súng và bắn. Còn bây giờ thì mình sẽ đem cái súng này ra sân bắn thử vài viên cho mọi người xem thử.
Một trong những cái điểm yếu khi mà bạn bắn những cái red dot bình thường như thế này á, đó là khi mà bạn bắn tầm xa nó sẽ không hiệu quả. Cái tầm mà mình bắn đầu tiên á, nó tầm khoảng là 23 mét. Trong vòng đó thì mình nghĩ là khoảng 20 mét đi cho dễ tính. Thì khi mà bạn bắn tầm 20 mét á, thì cái mục tiêu mà mình bắn là cái miếng sắt. Thì đó, thì khi bạn bắn cái đó đó, độ chính xác trúng vào cái mình nó sẽ cao hơn là bắn vào cái cổ. Nhưng mà nếu như bạn mua những cái red dot mà có cái độ phóng to là khoảng 3 lần á, thì mình nghĩ tầm 20 mét bạn bắn rất là bình thường, giống như bạn bắn cái tầm 10 mét vậy đó. Sau đó khi mình chuyển lại cái tầm gần hơn á, là khoảng 10 mét cho tới 15 mét á, thì bắn rất là đã tay, có thể bắn liên tục mà đều trúng cái mục tiêu hết. Cái việc đó khi bạn bắn nhanh như vậy đó thì bạn đòi hỏi một cái liên tâm rất nhiều. Nếu như bạn dùng những cây như là AK hoặc là AR-15 thì bạn đối với những cây súng mà dùng đạn chính á, thì việc bắn nhanh á, rất là dễ và độ chính xác cũng rất là cao nữa. Cho nên đó là lý do tại sao mà nhiều người người ta dùng những cây súng có sử dụng cái cỡ đạn 9 mm này để họ tự vệ. Thứ nhất là dễ bắn, thứ hai á, là nó có cái cỡ đạn gọi là cái đạn tự vệ á, là đạn hollow point á. Cái đạn đó khi bạn bắn á, độ xuyên phá nó không có cao, và khi mà đụng vào bất cứ cái vật cản nào, ví dụ như đụng vào cái tường hay đồ này kia á, nó tự động nó bung ra, nó không có xuyên qua nữa. Cái cảm nhận đầu tiên của mình khi bắn á, là khi bạn cầm cái Michael Rooney này lên á, nó gọn nhẹ và rất là dễ bắn. Vì bản thân cây súng ngắn này nó rất là nhẹ rồi, cái khung này lại được làm bằng nhựa hoàn toàn nữa, cho khi bạn cầm lên á, nó rất là nhẹ. Đối với những cái cỡ đạn như là 9 mm hay là 45 ACP á, thì những cái cỡ đạn đó là cỡ đạn súng ngắn. Khi mà bạn cầm bạn bắn á, ví dụ như bạn gặp lại được, cái súng này của mình thì hiện tại chưa thể gặp lại được. Tuy là bạn có thể gặp lại như thế này nhưng mà không thể bắn được, vì bạn có thể cho ngón tay vào cái cò súng. Thì những cái dòng Michael Rooney đời sau này nó đã thay đổi cái brace để bạn có thể bắn được. Thì trong trường hợp mà bạn gặp lại thì bạn bắn á, thì mình thử bằng tay trái á, được rất là cao. Khi bạn bắn, ví dụ như bạn bắn bùm đi, thì nó sẽ giật lên thế này, sau đó phải hạ xuống để bạn bắn lại, nó sẽ như thế này. Nhưng mà khi mà bạn chịu nó thẳng từ trước tới đằng sau á, bạn tựa vào cái vai á, bạn bắn á, thì độ giật nó không có đáng kể. Bên cạnh đó thì mình thấy cái cây này nó nhẹ hơn rất nhiều so với những cây như là cây CZ của ba mình đây nè. Thì cây này khi bạn cầm á, nó nặng hơn một chút thì nó ít giật hơn, nhưng mà nó không có gọn như cái cây này. Ngoài ra thì nói về cái giá đi, thì cây này khi mình mua không á, nó đang là khoảng tầm 880 rồi, thêm cái brace này vô nữa thì tầm khoảng 200 là ngàn. Còn cái clock này mình mua là khoảng 580, cái khung này mình mua toàn bộ luôn á, nó sẽ rơi vào khoảng là 200, là khoảng 780 là chưa bằng cái giá của cái súng nữa. Thì mình thua thêm mấy cái như là hai cái này, hai cái đầu ngắm này, mà mua thêm cái đèn nữa thì mình nghĩ nó rơi vào khoảng tầm 880, là gần bằng với cái súng này rồi. Cái đèn á, thì nó có giá là khoảng 60 hay 70 đô, mình không nhớ rõ lắm. Còn hai cái đầu ngắm này thì tầm khoảng 30 đô rồi, là khoảng 100 đô nữa. Thì mà mua thêm cái red dot này nữa là khoảng một trăm mấy đi, thì với giá khoảng 1.000 là bạn có một cây rất là gọn rồi. Bạn có thể dùng cái súng ngắn để bạn tự vệ, bạn đeo bên hông khi bạn ra ngoài, còn khi bạn về nhà bạn có thể gắn cái cây súng ngắn của bạn vào cái cây Marco Roni này, và bạn sẽ sở hữu một cây gọi là pistol caliber carbine. Thì cái dòng súng này khi bạn dùng để tự vệ nó sẽ tốt hơn nhiều so với những cây như là CZ, vì nó nhỏ gọn và đồng thời á, cái sức sát thương nó không quá cao như là AR-15, độ xuyên phá nó cũng thấp hơn, cho nên khi bạn dùng để tự vệ nó sẽ tốt hơn nhiều so với những cái dòng súng khác. Cho nên nếu như được chọn á, thì khi bạn hỏi là bạn sẽ giữ một cái súng bự như thế này và một cây súng ngắn mà gắn thêm cái brace này vô á, giữ một cây súng bự như thế này và một cây súng ngắn mà bạn gắn thêm cái khung như là cái CCA Michael Rooney này á, thì theo như mình nghĩ thì mình sẽ chọn cái loại này, bởi vì nó nhỏ gọn và rất là tiện lợi. Với cây súng này á, thì bạn chỉ có cái thể gắn cái băng đạn vô cây súng như thế này thôi. Nhưng mà đối với cái Marco Rooney này á, bạn có chỗ để gắn thêm băng đạn phụ vô. Đây là một cái điểm cộng, mọi người nói là rất là hay. Khi bạn bắn như thế này, nó vừa là cái tay cầm xéo mà đồng thời nó cũng là cái băng đạn phụ. Khi bạn bắn hết đạn á, thì rút cái này ra, thay đạn. Vậy là xong rồi, nó rất là lẹ và rất là gọn. Mà theo như mình nghĩ thì bạn nên dùng cái băng đạn khoảng 30 viên bạn để trên đây nè, nó sẽ dài hơn và nó dễ sử dụng hơn. Tuy là mình khá là thích cái cây Michael Rooney này, nhưng mà nếu như so với cái Plus Rider của cây Six Sauer thì mình nghĩ cây Six Sauer kia nó sẽ tốt hơn, nó sẽ gọn hơn nữa, là bởi vì có thể dắt cái súng bên hông được, còn cái này bọn bắt buộc bọn phải đeo. Tại vì cái cây Six Sauer mà 17 đó thì mình đã có sẵn rồi, nhưng mình chưa có review nó là bởi vì mình muốn đợi cái cây, nó đúng hơn là mình phải đợi cái khung cái Plus Rider đó đó, hiện tại nó đang hết hàng, mình muốn đợi cái đó khi mà mình có nó rồi đó thì mình sẽ review cái súng Six Sauer và cái khung
Dust Rider đó cùng một lượt luôn. Thì vừa rồi mình đã giới thiệu sơ qua với mọi người về cái khung có tên gọi là CCA Michael Rooney. Nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi nào có thể comment phía bên dưới, mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.